Salem huyền thoại. Salem hàng đặc ha. Anh nào mà lớn tuổi tí là nói mấy con Salem này Winton là mà anh biết liền ha. Con Salem hàng đặc, giá trị sưu tập rất là cao. Nó bị ngược tay, quay cái điện thoại qua cho mình coi nha. Bị tại em bật cái nó bị ngược tay, rất là nhảy lửa ha, tiếng cũng rất là đanh luôn. Đó. Đây mọc của nó. Dòng Salem này xài xài thích lắm mọc của nó nè ha. Đó. Cái băng này đó mình đi. Bỏ vô cái thuốc cái là hàng đặc. Anh nào mà có tuổi tí nó tới Salem mới nói với tôi tên là mấy anh biết liền à. Cái này là không còn nữa, bây giờ là không còn nữa ha. Bây giờ là không còn nữa để mua đâu, bây giờ là chỉ mình chỉ có chơi hàng xưa thôi. Đó. Tình trạng nó còn rất là đẹp nè. Mà anh bỏ vô bộ sưu tập của mình Salem Winton rồi. Cái bộ sưu tập của mình chân rất là đẹp. Dòng này chỉ săn lâu lắm, bỏ vô gói thuốc được. Đây mình bỏ vô gói thuốc được. Chỉ săn rất là lâu, nó không có nặng. Xài đi rồi biết, thích